em đổi em được. Không, thật sự là như vậy. Nó, anh biết là khi mình coi cái hoàn cảnh đó, mình bị đấu tranh với cái đó, mình mất cái hạnh phúc của mình anh. Yeah. Mình mất cái này em đổi em được. Không, thật sự là như vậy. Nó, anh biết là. Kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội mùa xuân Teletron Dallas được bảo trợ bởi Noble Fine Jewelry, hoàn toàn miễn phí trong suốt 2 ngày. Thứ Bảy ngày 8 và Chủ nhật ngày 9 tháng 4 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối trong khu Asia Times Square Arlington, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Lưu Bích, Diễm Liên, Philip Huy, Y Phương, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Phương Hồng Quế, Tuấn Quỳnh, Mỹ Huyền, Nguyễn Tiến Dũng, Chế Phong, Tina Ngọc Lan, Phạm Khánh Hưng, Duy Thành, MC Nam Lộc, Việt Thảo, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 99 đồng. Cao Hồng Sâm Hàn Quốc 6 tuổi, một hộp 4 lọ, mỗi lọ 250 gram, giá 150 đồng, sale 75 đồng. Chảo không dính Made in Korea chỉ 6 đồng. Teletron đặc biệt giới thiệu ghế massage Shinka JP 3000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. 5 năm warranty, giá 14.000, sale 9.999 đồng, trả góp 4 năm không đau không tiền lời, chỉ 209 đồng một tháng. Thứ Bảy ngày 8 và Chủ nhật ngày 9 tháng 4, quý đồng hương nhớ đến tham dự nhạc hội mùa xuân Teletron Dallas được bảo trợ bởi Noble Fine Jewelry, hoàn toàn miễn phí trong khu Asia Times Square Arlington. Điện thoại 972-660-8999. Trang nhà teletronusa.com. Mình gọi là mình thấu hiểu cái hoàn cảnh của những cái người phía bên kia, phải không? Những người dân bên kia, phải không? Mình bị cái đó nó dày dò mình. Mà anh sống với cái đó đó. Đôi khi anh không có nói được, anh khổ lắm. Thật sự người ta sẽ không hiểu được những điều đó. Bây giờ em nói một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Đối với những người mà, không phải em cry, không phải em buồn, phải em buồn, nhưng mà mình nói với cái mình có một cái tức á, anh hiểu anh không? Chẳng hạn như mình nói là có những người đó, họ, mình nói cái thực tế như vậy, cái người diễn viên mà chuyên nghiệp, họ vào vai của một ông nông dân, họ mang chân đất, họ đi xuống đất, thì cái đó là cái diễn của họ. Nhưng mà có những người họ vào cái vai đó, họ nói rằng họ hy sinh. Anh hiểu không? Hai cái khác nhau. Anh nhận tiền cachet cho cái vai diễn đó. Anh là cái người pro thì anh mang chân đất, anh đập đinh, anh cũng phải chịu nữa. Anh không thể nào nói hy sinh. Hy sinh đâu, cái đó cái job mà, cái công việc của anh. Nhưng có những người họ làm như vậy, họ vừa nhận job mà họ nói rằng họ hy sinh. Đó là nhà cầm quyền diễn áp đó. Đúng không? Giống như một người dân cử, một người phục vụ chính quyền cũng vậy đó. Thì mình nói vậy, cái mà mình đi qua bên này, họ thường những cái dư luận viên của Việt Cộng á, họ hay nói, họ dùng những cái từ miệt thị, họ lợi dụng cái khoảng cách về thông tin, cái sự không có thấu hiểu đối với cái đồng bào mình bên này. Họ dùng một vài cái trường hợp nào đó để họ làm cho cái người dân Việt Nam không có gần gũi với cộng đồng Việt Nam bên này. Tức là họ dùng những cái từ ngữ như chẳng hạn hay qua bên này bao que rồi đu càng rồi rồi giống như là công dân hạng hai hạng ba đại khái như vậy. Thấy không? Quy tự hào á, mình đến đây sống, các anh coi tôi là rác rưởi, các anh coi tôi là tội phạm, đến ngày hôm nay tôi sống cho anh thấy, em chỉ muốn làm điều đó rồi. Hồi nãy thưa quý vị, thật sự ra Huy có đề cập đến một cái vấn đề mà nó làm cho Nam Quang cũng xúc động đó. Hồi nãy thấy Huy khóc, Nam Quang cũng hơi rơm rơm nước mắt. Cái chỗ là như thế này, nếu như mình là một người nghệ sĩ đó thưa quý vị, mình người nghệ sĩ, ví dụ một nhà thơ hay một họa sĩ, họ phải thấu hiểu được, hay là họ họ nhìn những cái hoàn cảnh, hay là những cái họ đi ra ngoài, họ thấy những cái khung cảnh gì đó nó làm cho họ xúc động, thì họ mới đem cái đó vào thơ văn, đem cái đó vào tranh vẽ. Thì cái người mà làm cái công tác truyền thông giống như Huy, nó quan hiểu được là phải có những cảm xúc thật sự đối với lại người dân mình bên kia, thì Huy mới có cái khả năng nói được như vậy thưa quý vị. Mà Huy vẫn còn giữ được cái sợi dây liên kết giữa Huy và tình cảm và bà con ở phía bên Việt Nam, cho nên là cái tinh thần của Huy nó thể hiện trong mỗi một cái clip của Huy. Huy mới nói được như vậy. Không có thể nào mà quý vị có thể là hàng ngày mà lên mà quý vị chia sẻ được như vậy đâu. Nam Quang thấy cái đó rất là khó, cực kỳ khó thưa quý vị. Tại vì Nam Quang là cái người
làm YouTube, anh Nguyễn Tiến Dũng là người làm YouTube, anh Trần Nhật Phong là người làm YouTube. Làm YouTube mà mình chỉ nói về tin tức không á thưa quý vị, nó dễ, giống như là mình chỉ là tin tức đó hàng ngày mình lên mình đọc thôi. Nhưng mà để chia sẻ, để phân tích được như Huy, nó cần cái động lực, nó cần cái cảm thông đối với lại quê hương đất nước. Năm qua thưa quý vị, mình đi qua đây lâu rồi, 30 năm rồi thưa quý vị. Thì đúng cái tình cảm đó nó lạc rồi em. Không phải cái thực tế, cái thực tế đối Việt Nam mà anh sẽ bị mất dần. Giống như chính bản thân em cũng vậy, em không muốn cái đó mất đi. Mà khi mình không muốn cái đó mất đi, mình phải theo dõi hoài. Đúng rồi. Anh biết không, có những cái giống như cái mùa dịch đó, em coi bên Việt Nam bị mưa. Ừ. Em coi YouTube đến nỗi em coi cái người ta post trong mấy cái group đó. Ủa mình coi biết, mình tưởng đâu bên này trời mưa, anh không biết cái đó đâu. Giật mình tưởng đâu mình đã bên này trời mưa, bước ra thấy khô queo à. Mình bị mất cái thực tế đi đó. Ừ. Thì đó là những cái mà anh Nam Quang nhắc đến, thì Huy cũng muốn nói là như vậy đó. Thì thật sự ra Huy cũng không biết là Huy có như không, nhưng mình thấy dùng cái tâm của mình thì mình lên mình nói, mình cứ bình luận tới thôi. Ừ. Mình không có phải vì cái lợi nhuận hay là vì cái gì hết, nó là vậy. Cái mình phải có cái tâm tư đó Huy, nếu mà mình đúng không rồi. Có cái tâm tư đó thì mình không có nói được. Dạ. Mình nói nó rất là giả. Dạ, giống đúng, như đúng. Đóng kịch vậy đó, đúng giống rồi. Như là diễn viên đi đóng phim đúng, vậy đúng, đó, đúng, y chang đúng, như đúng, vậy đúng. Đó, thành ra anh thấy được cái chuyện đó là tại sao cái thời gian ban đầu á thưa quý vị, khi mà mới qua bên này á, Huy cứ để ý không, mình mua một bó hành lá mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ suy nghĩ, mình nói tại sao mình phải mua bó hành lá, bó hành lá đó bên kia có 200 đô à, à quên xin lỗi, có 200 đồng à, 200 đồng là có nghĩa là 1 sen à, thế à, 1 xu à, 1 xu đó thưa quý vị, 1 xu rồi. Tại sao bây giờ mình phải đi mua cái bó hành lá đó, à, mình bỏ ra 2 đô la hay là 3 đô la để mình mua cái bó hành lá đó, mình suy nghĩ mình và mình tiếc, nó đau đầu lắm anh. Mình cái đó, mình tiếc, thời điểm đó là kỳ lắm. Cái thời điểm mới qua là nó như vậy và nói. Ai cũng như vậy hết thưa quý vị. Đó là cái thời điểm mà mình vẫn còn những cái liên kết, những cái mắc xích đối với lại cái xã hội ở bên Việt Nam, vẫn còn liên hệ với lại bạn bè và những người thân ở bên đó. Nhưng mà sống ở đây quý vị, phải nói thật sự, dần dần cái tình cảm nó phai nhạt thưa quý vị. Dần giống như anh thấy anh đi vô nhất là bắp chuối này, nhất là nếu như mà bà con họ hàng của mình đã qua đây hết rồi thì cái tình cảm nó phai nhạt. Thành ra nếu mà khi mà cái tình cảm nó phai nhạt như vậy đó, cái lòng của mình đối với bên kia phai nhạt rồi thì cái khả năng để mà mình đấu tranh cho những cái gì mà mình không có liên quan nó giảm đi. Chỉ có Huy vẫn còn giữ được cái đó, mà cũng khó lắm anh. Em cũng cố gắng mỗi ngày, em cứ phải cố gắng mà cái đó nó dằn vặt mình nhiều lắm. Tại vì hồi đó anh có tới một cái lúc anh nói anh không có đọc báo Việt Nam được nữa. Đúng rồi, anh không đọc báo bên Việt Nam được nữa, mình chỉ đọc báo Việt bên này và báo Mỹ bên này thôi. Còn đọc báo bên Việt Nam là mình bị dộ liền. Mình đọc vô một cái mình thấy ủa cái cách viết này nó rất là kỳ cục, mình không có chịu nổi. Là mình dội mình bỏ báo Việt Nam luôn. Cái đó là một cái cảm giác thực sự mình đang quan muốn chia sẻ với quý vị đó. Cho nên là để có cái khả năng mà mình cứ đọc báo Việt Nam bên kia, mình theo dõi để mình phân tích theo kiểu của Huy, để mà mình nâng cao dân trí, hoặc là mình chia sẻ những cái cuộc sống, những cái đời sống thật sự của người dân, của cộng đồng người Việt Nam bên này, hướng về đất nước ra sao, là đó là một trong những cái mà Nam Quang nói là cái tâm tư tình cảm mà rất là ít người có được vào cái thời gian này nha quý vị nha. Bây rất giờ là... nói đến cái chuyện mà tại vì có rất là nhiều bà con của mình bên kia bị brainwash, là bị tẩy não và cứ nghĩ là cộng đồng người Việt Nam cộng đồng người Việt Nam bên này là thế lực thù địch, là phản động. Nhưng đúng mà rồi. Thật sự không phải như vậy quý vị, chúng tôi vẫn yêu quê hương đất nước chúng tôi vẫn còn nhớ là những cái cảnh hồi xưa chứ. Mình lúc nào mình cũng muốn là đất nước của mình nó càng ngày nó càng phát triển tươi đẹp. Tại vì sao? Mình ở một cái xã hội Hoa Kỳ, một cái xã hội mình gọi là tiêu chuẩn. Mình thấy được những cái hay cái đẹp của ta, mình muốn cái đất nước của mình nó có được cái hay cái đẹp này. Mình phải đi ra mình mới thấy. Em nói lại một cái chia sẻ mà hôm bữa khai trương đi. Ừ. Cái ngày đầu tiên này. Thật sự á, Huy rất là vui. Đó là thật, nếu mà nói ở quận Cam này cũng rất là hiếm có một cái doanh nghiệp nào mới mở ra, mà cái ngày khai trương có rất là nhiều các cơ quan chức mà đại diện cho chính quyền các cấp, đặc biệt mình thấy không, có dân biểu của liên bang, dân biểu của tiểu bang và kể cả các cái quan chức của chính quyền địa phương đến. Yeah. Đúng không? Khoe với quý vị, không phải là cái đó, quý cũng không bao giờ quý mời các vị này làm gì hết. Mình chỉ nói cái ngày đó mình khai trương, người ta đến chúc mừng mình bằng một cái cách, tức là của
của một cái người đại diện cho dân cử đến chúc mừng một cái doanh nghiệp, khuyến khích tạo ra cái đời sống thịnh vượng cho nước mình, đúng không? Ở trong đó thì riêng cũng có, đương nhiên có cái tình cảm cá nhân, nhưng mà Quy muốn dùng cái hình ảnh đó để cho các bạn trẻ với lại quý vị ở bên quê nhà Việt Nam họ thấy cái quan chức của Việt Cộng đó. Bây giờ người ta sống bên này người ta không có thấy anh, có thể người ta không thấy. Bây giờ em nói thật, quý vị tưởng tượng đi, ở Việt Nam quý vị đi tới chủ tịch huyện thôi, đố quý vị vô ngồi gặp ông chủ tịch huyện, quý vị chửi vô mặt không được, công an đồng đội mình này. Vậy anh để ý đúng không? Huyện thôi, mình nói cái cấp huyện thôi, hay là cái cấp gọi là cái cấp thôn, cấp phường thôi, đố người dân nào được vô ngồi họp với ông chủ tịch phường? Không có. Như bên này ông chủ tịch phường ra đường dân chửi thấy bà luôn, đúng không? Đại khái mình nói cái tương đương vậy đó, hay là một cái huyện hay một cái thành phố nào đó. Bây giờ mình nói rõ đi, đừng có nói mà gặp ông chủ tịch thành phố không có đâu, gặp cái ông cảnh sát mà giám đốc công an thành phố đó còn khó nữa. Nhưng mà ở đây họ đối với dân rất là lễ phép, họ rất là gần gũi. Nhưng mà cái gần gũi đó là quý vị thấy là cái người dân là bầu cho cái người chính quyền đó. Quý muốn cho các bạn trẻ với lại người dân bên Việt Nam mình thấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà cái thông điệp đó đôi lúc mình chẳng lẽ mình ngồi mình phải nói Quy để từ từ sau này Quy sẽ đem những cái này Quy ra, Quy sẽ có những cái bài Quy phân tích để cho thấy. Bây giờ hỏi anh, giống như giờ em nói City Westminster mỗi tuần có hai cái buổi họp, đúng không? Có hai, khi ba tuần có một buổi, hai tuần có một buổi. Nhưng mà có nhiều khi có nhiều cũng phải họp một tuần một buổi khi nào mà có những cái sự kiện quan trọng. Rồi người dân được quyền tới đó làm gì? Tới đó nghe, tới đó có ý kiến. Đúng rồi. Tôi không biết, tôi phản đối này, tôi này kia, tôi không thích ông thị trưởng làm này, tôi không thích thành phố làm này, tôi không thích cảnh sát vậy, tôi gác tôi về điện, tôi về nhà tôi về đủ thứ chuyện đó, giường bông, công viên, con chó, con mèo, con gà, con vịt, mẹ thậm chí con sóc luôn, con chim nó cũng chửi luôn đó. Đừng nói con chim mà trên trời xuống ẻ cũng bị chửi luôn, quý vị. Cái gì cũng được, cái đó làm gì, đúng không? Rồi thì á, người dân mà họ được đóng góp cái đó, thấy không? Quy muốn đem cái này nè, đó là cái hay của cái xã hội mà người dân được bầu, người dân được quyền phát biểu, người dân được quyền phát biểu và không sợ cái ba ba một rồi đó. Là cái như vậy. Rồi thứ hai nữa, cái thủ tục mà để làm một cái công ty, Quy nói thật với quý vị luôn á, Quy mở công ty này là công ty luôn đó. Quy với Huyền Trâm đi làm đúng, nếu mà đúng cái thời gian, trừ cái thời gian mình lái xe, trừ cái thời gian mình xếp hàng, cái thời gian mà làm thủ tục 50 phút. Mình xếp hàng là tại vì mình đợi xếp hàng đó. Mình nói từ cái lúc nhân viên họ bấm cái máy đưa vô tất cả những cái thủ tục mở một cái công ty, thưa quý vị, 50 phút. Mà cái 50 phút đó mình phải bị là đi xa, đi lái xe 1 tiếng 45 phút đại khái, thì mình cộng lại thì nó là 3 ngày, đúng không? Mà nếu mà anh tàn anh chậm chỉ là một tuần là anh đầy đủ hết. Còn nếu mà anh muốn lẹ anh 5 ngày là anh có thể anh xong một cái thủ tục. Và nhất là mình không có phải trả những cái thủ tục đầu tiên, không có phải những cái gì phiền hà hết. Tại vì sao? Chính quyền họ phải tạo điều kiện cho người dân làm kinh tế để người ta mới đóng thuế được chứ. Người ta mới giúp cho phát triển dân giàu nước mạnh mà. Thấy không? Cái câu đó là đúng nghĩa tại nước Mỹ luôn. Rồi bây giờ mình mới nói đến cơ hội. Quy muốn trải nghiệm cơ hội này để cho thấy thật sự ra Quy cũng không có phải, mình không phải là cái người có nhiều tiền gì hết. Nhưng mà qua nhiều năm được cái là Quy làm những cái thương mại đối tác kinh doanh này nọ, thì mình được cái người đối tác của đại hàng họ mời mình, họ gợi ý. Thật sự là lúc đầu Quy làm cũng không có biết đâu. Nhưng mà được cái nhờ anh Uy Nguyễn, ảnh có hệ thống công ty lâu rồi, anh Uy Nguyễn anh giúp cho mình cái ok cái thủ tục. Anh có sẵn rồi, anh nói luật sư người ta chỉ mình vậy mình làm nó mau. Rồi xong để dọn dẹp nhà cửa này cho mau, thì bây giờ nhờ bên đó họ qua mấy anh em nhân viên bên đó họ phụ mình. Rồi lúc ban đầu họ chỉ mình set up cái hệ thống chứ mọi thứ một chút như vậy. Thì khi mà Huy mướn ở chỗ này chỉ có 3 tuần thôi, rất là nhanh. Từ lúc mà Huy nói với anh cái xong lúc mà Huy xong Huy Huy nhận lời của cái đối tác Hàn Quốc, cái Cao Ly Hoàng Đế Đan này nè. Họ nói họ muốn vào cho mình đại diện ở tại bên này. Thì mình phải mở công ty, thì đó Quy thật sự một mình làm không nổi đâu. Nhưng mà được cái có Quyền Trâm, Quy mới hỏi là Quyền Trâm làm nổi không, nói hai anh em làm nha. Tại vì thật sự ra Trâm thì Trâm cũng rành ba cái vụ kinh doanh này. Trước đây cũng Huyền Trâm chỉ bớt cái giờ make up đi thôi thì đúng rồi.
thì là thì có giờ để bán thì hàng. Hai anh em mới làm chứ không có 100% mình làm đâu nổi đâu. Mở cái này ra mấy mốt hệ thống vô đâu đó, Quy còn thời gian Quy làm tin nữa. Thấy không? Thì coi như là xong, đến ngày hôm nay coi như là tạm xong của cái ngày này. Thì cũng hên là khi mình mở ra được một cái là những cái sản phẩm của mình, đó là những sản phẩm có đủ các cái tiêu chuẩn mà nước Mỹ cần. Thành ra cái đó thật sự ra người dân, cái người người Việt Nam của mình hay là người dân Mỹ giờ thời buổi thông tin mà người ta Google có đủ hết rồi. Anh đưa sản phẩm anh nếu mà đúng tốt, đúng chất lượng là người ta mua thôi. Nên thành ra rất là mừng là ngay cái ngày đầu vậy anh biết hả, cái mặt nạ mà của cái đối tác là mình giao, ban đầu họ giao cho mình Liên Minh Hô á, là Quy cũng được đại diện ở đây. Và cái này là đối với Á Châu là lớn lắm đó. Nhưng mà Quy được ở đây mà nghe nói Liên Minh Hô nhận cái vụ mà quảng cáo này là 5 triệu đô á. Nhưng mà Quy lại được độc quyền cái sản phẩm này ở đây, mà cái của mình nó lại được là medical device. Tức là nó được giới thiệu là cái sản phẩm để xài cho thiết bị y tế được. Còn cái đồ bên Hàn Quốc không được cái đó. Vậy hả? Cái bên Hàn Quốc không được. Không, Liên Minh Hô không được. Trung Quốc Quy được. Thành ra Liên Minh Hô muốn có MD của Mỹ là Liên Minh Hô cũng phải mua của Trung Quốc Quy. Không thiệt. Cái đó là vô đây. Thành ra nó cái khác biệt của mình là như vậy á. Mà đây là cái sản phẩm mà người ta trái hàng ở bên Á Châu. Mà mình có. Hôm bữa trước giờ á, Quy mới khai trương 200-300 cái. Không kịp. Bây giờ muốn đặt hàng không có luôn. Bây giờ là phải gọi là đợi 2-3 tuần. Đó mà người dân hàng mà muốn có cái này phải mua từ bên Mỹ lại về. Chứ không buôn bên hàng ra không có. Nó phải đạt cái tiêu chuẩn của Mỹ anh. Đó thì đó là cái mà vui mừng. Thì những cái đối tác như vậy họ tin tưởng họ giao cho mình. Nhưng mình phải làm sao người ta mới giao cho mình chứ. Đúng rồi. Đó thì cái đó là cái mà mình vui. Thì trước đây mình đi làm với người ta mình lãnh lương. Nhưng giờ người ta cho mình cái cơ hội thì mình ra thôi. Cái thật sự thủ tục ở bên này, với lại là có thể là nhiều khi nhiều quý vị ở đâu không biết, ở nước Mỹ này cái con người mình nó có cái credit đó anh. Giống như bây giờ anh credit nhỏ nhỏ anh mới đi làm thì anh mua được chiếc xe. Anh credit anh nó tốt lên anh sẽ mua được nhà. Credit anh tốt lên nữa anh sẽ làm thành business, doanh nghiệp dễ lắm á. Thành ra cái nước Mỹ không có sợ là không có vốn, quan trọng là mình có dám làm hay không, mình biết có biết làm hay không thôi. Dạ. Nước Mỹ là đất nước của cơ hội. Cơ hội. Dạ, thưa quý vị. Thành ra là Huy muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Rất là cảm ơn Huy hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với lại Trust Me Network về những cái tâm tư, tình cảm của Huy đối với lại quê hương đất nước, cũng giống như là cái kinh nghiệm thực tế của Huy đi lên từ hai bàn tay trắng khi mà gặp đúng cái môi trường là một đất nước, mình gọi là đất nước của những giấc mơ. Đúng rồi. Thì thú vị, giấc mơ Mỹ. Mình hơi hơi mới vừa đây mới là liêm diêm chưa có mơ đây sâu. Là, đây là một năm quan đối với lại có thể là Huy cũng Huy nói là Huy chưa thành công, nhưng mà đối với năm quan nhận thấy đây là một cái gương thành công, không những về truyền thông, khi mà Huy đã thực hiện được cái giấc mơ của Huy là truyền tải những cái tư tưởng mới, những cái cuộc sống, những cái kiến thức mới về từ đây về trong nước, thì để mà mở mang kiến thức của người dân. Và bên cạnh đó là Huy cũng đã thực hiện được một cái giấc mơ là mở nhà cho Huy nhỏ đó, là mở được cho Huy một cái mình shop. Cũng có thể tự hào. Và thật sự ra đây là cái đối với lại 3 ngày đầu như vậy là rất là thành công nha quý vị.